Trong hơn 4 thập niên qua thì năm nào cũng vậy, trước thềm mùa mua sắm lớn cho các kỳ nghỉ quan trọng cuối năm, tổ chức phi lợi nhuận có tên là Thế giới chống đồ chơi gây hại Watch đều công bố danh sách những món đồ chơi gây nguy hiểm nhất và năm nay thì tổ chức này đặc biệt lưu ý đến các món đồ chơi như con quay fidget spinner, thiết bị bay Spider-Man hay thanh gươm nhựa Wonder Woman. Ngoài ba loại kể trên, trong danh sách năm nay của Watch còn có bảy món đồ chơi khác, trong đó có chiếc nỏ Zumi Sky, đồ chơi nhồi bông, ITBT, theo Watch, những món đồ chơi này không đạt tiêu chuẩn an toàn quốc gia Mỹ bởi chúng có nguy cơ chấn thương cao đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là gây nghẹn, hóc. Watch đưa ra ví dụ như con quay Figet Spinner được cấu tạo từ nhiều bộ phận nhỏ có thể gây nghẹt thở nếu trẻ nhỏ chẳng may nuốt vào. Trong khi đó, thiết bị bay Spider-Man với nhiều lưỡi dao có thể gây tổn thương mắt hay các thương tích khác. Những sản phẩm đều không đạt tiêu chuẩn an toàn đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ. Chú ngựa pony kéo mà tôi cầm trên tay có những chi tiết nhỏ có thể khiến trẻ vô tình nuốt vào hoặc dây của chúng có thể làm trẻ nghe thở. Rất nhiều nguy cơ mà các bậc phụ huynh không để ý. Watch khuyến cáo các bậc cha mẹ nên cân nhắc kỹ khi mua đồ chơi để tặng các bé nhân dịp Giáng sinh và năm mới sắp đến. Thời gian qua, tổ chức này cũng kêu gọi thu hồi nhiều sản phẩm đồ chơi được cho là nguy hiểm đối với trẻ em. Josh Brogadier does.